Chào các bạn, hôm nay tôi sẽ hướng dẫn các bạn móc nón Noel cho búp bê Barbie với kiểu như vậy. Ta cần kéo kim móc số 2 hoặc là số 3, chỉ cô tông màu đỏ và màu trắng. Đầu tiên ta sẽ móc lên 4 bính. Tiếp theo các bạn sẽ lên 3 bính để bắt đầu hàng thứ nhất. Các bạn sẽ móc 4 mũi móc kép vào 4 bính ta vừa móc. 3 bính ta vừa gầy sẽ được tính là mũi móc kép thứ nhất. Mũi móc kép thứ hai. Kép thứ ba. Mũi móc kép thứ tư. Tiếp theo, các bạn sẽ lên 3 bính để bắt đầu hàng thứ hai. Hàng thứ hai, cứ một chân móc các bạn sẽ móc 2 mũi móc kép chụm vào một chân. Đây là chân móc thứ nhất, ta sẽ móc 2 mũi móc kép vào đây. Chân móc thứ hai, các bạn cũng sẽ móc 2 mũi móc kép vào đây. Chân móc thứ tư, các bạn cũng sẽ móc 2 mũi móc kép. Móc xong hàng thứ hai. Tiếp tục, các bạn cũng sẽ lên 3 bính để bắt đầu móc hàng thứ ba. Chân móc đầu tiên, các bạn sẽ móc 2 mũi móc kép chụm vào một chân móc. Tiếp tục, các bạn sẽ móc 1 mũi móc kép vào chân móc kế tiếp. Tiếp theo, các bạn sẽ móc 2 mũi móc kép vào chân móc kế tiếp. Các bạn có lần lượt móc như vậy cho đến hết hàng thứ ba. Ta đã móc xong hàng thứ ba. Tiếp theo, các bạn sẽ lên 3 bính sẽ bắt đầu móc hàng thứ tư. Và ở hàng thứ tư, các bạn cứ móc 1
mũi móc kép vào một chân móc. Và các bạn cứ móc như vậy cho đến hết hàng. Cứ một mũi kép các bạn móc vào một chân móc. Ta đã móc xong hàng thứ tư. Tiếp tục, các bạn sẽ lên 3 bính để bắt đầu móc hàng thứ năm. Hàng thứ năm thì chân móc đầu tiên các bạn sẽ móc 2 mũi móc kép chụm vào một chân móc. Và các bạn sẽ móc một mũi móc kép vào chân móc kế tiếp. Mũi móc kép thứ hai vào chân móc kế tiếp. Và các bạn sẽ móc 2 mũi móc kép chụm vào một chân móc. Và các bạn cứ móc 2 mũi móc kép chụm vào một chân móc và 2 mũi móc kép vào hai chân móc kế tiếp. Các bạn có lần lượt móc như vậy cho đến hết hàng. Ta đã hoàn thành xong hàng thứ 5. Các bạn sẽ lên 3 bính để móc hàng thứ 6. Và hàng thứ 6 này cứ mỗi một chân móc các bạn sẽ móc một mũi móc kép. Các bạn cứ lần lượt móc như vậy cho đến hết hàng. Các bạn sẽ lên 3 bính để bắt đầu móc hàng thứ 7. Chân móc đầu tiên các bạn sẽ móc 2 mũi móc kép chụm vào một chân móc. Tiếp theo, các bạn sẽ móc 3 mũi móc kép vào 3 chân móc kế tiếp. Tiếp tục, các bạn cũng sẽ móc 2 mũi móc kép chụm vào một chân móc. Các bạn sẽ lần lượt móc như vậy cho đến hết hàng. Ta đã móc xong hàng thứ 7. Tiếp tục, các bạn sẽ lên hàng thứ 8. Và hàng thứ 8, ta sẽ móc một mũi móc kép vào một chân móc. Các bạn có lần lượt móc như vậy cho đến hết hàng. Ta đã hoàn thành xong hàng thứ 8. Tiếp theo ta sẽ lên 3 bính để bắt đầu móc hàng thứ 9. Ở hàng thứ 9 thì cái chân móc đầu tiên các bạn cũng sẽ móc 2 mũi móc kép chụm vào một chân móc. Tiếp theo, các bạn sẽ móc 4 mũi móc kép vào 4 chân móc kế tiếp. Tiếp theo, các bạn sẽ móc 2 mũi móc kép chụm vào một chân móc. Các bạn cứ lần lượt móc như vậy cho đến hết hàng. Ta đã hoàn thành xong hàng thứ 9. Tiếp theo, các bạn cũng sẽ móc hàng thứ 10. Và hàng thứ 10, các bạn sẽ móc toàn bộ là mũi móc kép. Cứ một chân móc, các bạn sẽ móc vô một mũi móc kép.
các bạn cứ móc như vậy cho đến hết hàng. Ta đã hoàn thành xong hàng thứ 10. Bây giờ ta sẽ nối cái thân của cái nón lại. Các bạn sẽ móc bằng mũi đơn, cứ một hàng các bạn sẽ móc vào đây 2 mũi đơn. Các bạn cứ lần lượt móc như vậy cho đến hết cái thân nón. Ta đã nối xong phần thân nón, các bạn sẽ cắt chỉ. Tiếp tục ta sẽ móc phần vành nón. Các bạn lên 2 bính và để viền phần vành nón. Ta móc toàn bộ là mũi nửa kép. Các bạn sẽ lần lượt móc như vậy cho đến hết hàng. Và phần viền này ta sẽ móc 2 hàng. Các bạn sẽ dùng mũi trượt để nối hàng thứ nhất lại. Ta sẽ lên 2 bính để tiếp tục móc hàng thứ hai. Các bạn cũng sẽ móc như hàng thứ nhất. Cứ một chân móc, các bạn sẽ móc vào một mũi nửa kép. Các bạn cứ móc như vậy cho đến hết hàng. Bạn sẽ dùng mũi trượt để nối hàng thứ hai lại. Ta lại mối và cắt chỉ. Các bạn sẽ giấu mũi chỉ thừa này. Đã hoàn thành xong cái phần thân nón.
Tiếp theo ta sẽ móc hàng chớp nón. Các bạn cứ móc như móc vòng như vậy khoảng 10 vòng. Các bạn hãy cầm sợi chỉ này lại. Bạn lòn xuống đây thì giữ nó lại đừng cho nó chạy. Đây, các bạn cũng lợi mối chỉ và các chỉ các bạn chừa một khoảng chỉ dài dài một chút. Kéo cái phần chỉ thừa này vào trong thang nấu nha. Đã hoàn thành xong nấu Noel cho Barbie. Chúc các bạn thành công. Hẹn gặp lại các bạn vào những video tiếp theo.